Đây là khách đi đi cầu kính mà khách VIP đó nha. Trước khi đi cầu kính vô được ngồi đấm bóp. Đó. Đã chưa? À, dân xịn nè. Không mà khi mà nó bơm thì nó êm. Tiệm thuốc bắc trúng mánh à. Được mua thêm nữa. Đâu, anh xem là đứng đâu là đang quay ạ? À? Đang quay, đang quay. Tết là bao nhiêu? Tết thì chắc rơi tháng 2 mà có năm nó rơi tháng 1 đấy, phải xem lịch. Trời, quá sang. Toàn đại gia không? Ừ. Đây là những đại gia Sài Gòn. Đó. Đây là đại gia Sài Gòn đây. Đại ớt bên đây. Kìa. Không được mà nè, nó cho này nè. Không, trả tiền. Đó, đậu hũ nước đường nè, đó. Đại tính đâu, tính chưa ra mà. Tính ra chưa? Đi, ở đâu đây mình được quay phim? Nếu mà chị ngồi ngồi bên đây đi. Chị ngồi quán kia kìa, nó đỡ đấy. Đỡ chút mặt hơn. Tại vì mình không thấy. Bây giờ mình đi cáp treo lên cổng trời nha. Đó, đi ngang qua mấy thành phố nè. Đi xuyên thành phố. Đi xuyên thành phố. Con cái nhà coi hả? Ủa, bạn bè đâu lắm. Con cái tử để cho con cái nhà theo dõi. Đúng rồi, bạn con cái má nhà cũng coi. Quá đẹp nè. Bạn bè mà nhóm du lịch đó, nó thấy vậy và nó đi. Cái cáp này dài tới 7 cây số nha các bạn, dài nhất thế giới không? Châu Á. Dài nhất châu Á thôi. Cái này lát dài đi chỗ đó. Lên cổng trời thì nó có mấy phương tiện để lên, một là lái xe. Lái xe gọi là 99 khúc quanh hả? Hai là đi cáp treo. Tụi này chọn đi cáp treo. Cái này đi cáp treo nha, không phải bay trôn nha. Kia là đường ray. Đường ray xe lửa cao tốc nè. Ghê chưa?
đi riêng hay là đi cái đoàn khác? Đi riêng, đi riêng. Anh đi hoài. Lần trước anh đi bắt cái Yeah. 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 Yeah